Taco Mobihome, thương hiệu xe bus giường nằm cao cấp của Taco, được các doanh nghiệp vận tải hành khách uy tín hàng đầu tin tưởng và lựa chọn. Taco Mobihome trở thành phương tiện chính yếu phục vụ hành khách đường dài tại thị trường Việt Nam với thị phần trên 86%. Taco tiếp tục giới thiệu ra thị trường dòng xe bus giường nằm Taco Mobihome thế hệ mới với 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn 34 và 36 giường, hai phiên bản cao cấp mang tên Mobihome Luxury 32 và 34 giường và Mobihome Premium 22 giường với nội thất sang trọng, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, được ví như những khoang hàng thương gia đẳng cấp. Lineup xe bus giường nằm Taco Mobihome thế hệ mới do Taco nghiên cứu, thiết kế và sản xuất lắp ráp tại nhà máy bus Taco, nhà máy xe bus hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Sự có mặt của các phiên bản xe giường nằm cao cấp này đã mang lại cơ hội trải nghiệm lý tưởng, sang trọng, tiện nghi và thoải mái hơn cho hành khách trên mỗi chặng hành trình. Kế thừa tinh hoa từ sản phẩm Taco Mobihome, vốn đã khẳng định được vị thế hàng đầu trong phân khúc xe bus giường nằm cao cấp tại Việt Nam. Các phiên bản thế hệ mới với kết cấu khung body và chassis được thiết kế liền khối full monocoque, gia tăng độ cứng vững từ 3 đến 5 lần so với phiên bản cũ, được xử lý nhún tĩnh điện nguyên body, giảm tự trọng xe, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao độ bền, ổn định và an toàn khi vận hành. Động cơ Wildtrak tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn, hệ thống treo khí nén 6 bầu hơi được cung cấp bởi tập đoàn Coleman Đức, phanh điện từ Techka Tây Ban Nha, có ABS chống bó cứng phanh, sử dụng mâm lớp hộp kim nhôm Aqua của Mỹ, lớp xe sử dụng loại không ruột Michelin của Pháp, gia tăng tuổi thọ và độ bền. Tất cả các yếu tố kể trên giúp xe vận hành mạnh mẽ, êm dịu và ổn định trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Phiên bản Mobihome Premium với 22 khoang giường hiện đại đẳng cấp, tương đương với các khoang hạng thương gia trên máy bay. Lấy ý tưởng từ tàu vũ trụ, các khoang giường được thiết kế mang đậm dấu ấn không gian, được tạo hình như một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, mang đến trải nghiệm lý tưởng và thực sự khác biệt cho hành khách. Phiên bản Mobihome Luxury có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất có 32 giường kết hợp với hai ghế ngồi có trang bị WC và sự lựa chọn thứ hai 34 giường kết hợp hai ghế ngồi không trang bị WC. Thiết kế tinh giản nhưng không kém phần sang trọng. Các khoang giường được bố trí độc lập, rộng rãi, có rèm che ngăn cách, nội thất được trang bị tiện nghi, mang lại cảm giác thoải mái và riêng tư tối đa cho khách hàng. Mỗi khoang giường là một căn phòng di động thu nhỏ, thoáng đãng và tiện nghi. Các tiện ích giải trí cao cấp được trang bị như màn hình LED Full HD, tai nghe, cổng kết nối USB, cổng sạc điện thoại di động, Wi-Fi Internet, đèn đọc sách, v.v. Giường nằm có thể tùy chỉnh phần tựa lưng cao thấp tùy theo ý thích. Sàn xe được lót thảm mang lại cảm giác ấm cúng, sạch sẽ và sang trọng. Hệ thống chiếu sáng được thiết kế đồng bộ và tinh tế, bao gồm đèn trần, đèn lối đi, sử dụng ánh sáng hắt không gây chói cho hành khách. Đèn khoang giường được thiết kế thẩm mỹ, sử dụng ánh sáng trắng xanh êm dịu, mang đến cảm giác thư thái và nhẹ nhàng cho hành khách. Sự ra đời của các phiên bản xe bus giường nằm cao cấp thế hệ mới của Taco đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, mang đến trải nghiệm đặc biệt, tiện nghi, thoải mái và riêng tư. Taco đáp ứng nhu cầu về thiết kế màu sắc xe theo nhận diện riêng biệt của từng doanh nghiệp. Với hai phiên bản Mobihome Premium và Mobihome Luxury, Taco đã tiên phong trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường dài, đồng thời góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp.